Thì đây là hôm 16 tháng 10 và mình có nhận được cái thông tin của bạn ý, và đây là cái hình ảnh chi tiết về tài khoản. Âm 220.000 và những cái lệnh âm chủ yếu đến từ cặp là vàng. Và đây là những cái lệnh chi tiết. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với VanForex, mình là Minh. Và video này mình sẽ dành để nói về một trường hợp mình mới nhận được hôm Chủ nhật vừa rồi. Đó là một bạn đang bị âm cái trạng thái tài khoản là đến 5 tỷ và đang cần một cái sự trợ giúp. Thì mình cũng sẽ đưa ra cái phương án của mình, và mình cũng muốn là các bạn nếu xem được video này, các bạn có những phương án gì tốt hơn để hỗ trợ được cho bạn ý thì các bạn có thể comment dưới cái phần video này. Và do yêu cầu của chủ tài khoản nên mình sẽ không đưa cái past view ở trên YouTube này. Còn nếu các bạn có nhu cầu và các bạn cảm thấy là có thể là có cái hướng xử lý được, hoặc là quen ai có thể xử lý được cái tài khoản này, thì có thể nhắn cho mình qua Facebook hoặc là qua Telegram như cái thông tin mình đã hiện ở trên màn hình. Và rất là hy vọng là có thể giúp cho được cái bạn chủ tài khoản này sớm thoát ra được khỏi cái hoàn cảnh này. Và mình sẽ mở cho mọi người xem chi tiết cái tài khoản. Thì đây là hôm 16 tháng 10 và mình có nhận được cái thông tin của bạn ý, và đây là cái hình ảnh chi tiết về tài khoản. Âm 220.000 và những cái lệnh âm chủ yếu đến từ cặp là vàng. Và đây là những cái lệnh chi tiết. Và ngoài ra nó âm khoảng 27.000, tức là 10% ở tài khoản nó liên quan đến cặp dầu, nhưng mà nó không đáng kể lắm ở đây. Mình sẽ xem cái cặp vàng trước. Thì mình có xin được của bạn ấy cái tài khoản Passview, thì mình sẽ bật cho mọi người cùng xem. Và mình đã đăng nhập được vào MT4 của cái tài khoản này. Thì như mọi người thấy ở đây nó đang bị kẹt một loạt cái lệnh buy 179 và có một loạt cái lệnh sell tầm 172. Thì mình chỉ xin mọi người dừng lại đây khoảng 1-2 phút gì đó, bởi vì mình biết chắc chắn là mọi người sẽ nói, có rất là nhiều bạn sẽ nói là cái tài khoản này nó mua ở đỉnh và nó lại bán ở đáy thì sẽ rất là khó để gỡ, và đây người ta đánh rất là kém rồi các thứ nọ kia. Có nghe lời IB các thứ nọ kia, nhưng mà cái tài khoản này như cái chủ tài khoản chia sẻ thì đấy là do bạn ấy tự đánh. Và mình muốn dừng lại đây một chút để cho các bạn xem cụ thể chi tiết về những cái lệnh đó, để tại sao nó bị ra cái tình huống như thế này. Và nó sẽ là một cái bài học để chúng ta rút kinh nghiệm, để chúng ta không bị dính vào những cái tình huống này về sau này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lệnh đầu tiên của chúng ta vào là ngày mùng 10 tháng 8, đúng không ạ? Thì cái lệnh đầu tiên nó đánh rất là nhỏ là sell 0.5. Mình sẽ bật cho mọi người ngày mùng 10 tháng 8 sell 0.5. Đây là hôm cái mà mình nhớ là đây là cái hôm mà có quanh quanh cái hôm mà sau cái bản tin non-farm ấy, giá bị tụt xuống rất là mạnh mùng 10 tháng 8. Thì bạn ấy có mở một cái lệnh sell 1725 và 1726 ở gì đó ở tầm này. Và sau khi sell ở đây xong thì gần như mình thấy đây là một cái cú sell FOMO, bởi vì giá nó, mọi người thấy cái giá nó tụt xuống rất là mạnh. Thì bắt đầu mở một cái lệnh sell ở đây, và sau khi sell xong thì giá nó bắt đầu bật lên. Và đến ngày mùng 3 tháng 9, tức là cố gắng tiếp tục gồng cái lệnh này đến ngày mùng 3 tháng 9. Ngày mùng 3 tháng 9 đúng không ạ? Thì chúng ta lại không chịu được nữa, thì chúng ta lại đưa ra một cái lệnh sell chúng ta là buy ở 1824. Để với hy vọng là cho gỡ lại được toàn bộ cái lệnh này. Nhưng mà cái tài khoản này giống như rất là nhiều cái tài khoản khác mình đã nói mọi người rồi, là cái việc mà mọi người cân cái lệnh ấy, mình không hiểu sao nó rất là tình cờ, nó rất là ngẫu nhiên, nó luôn cân được ở trên những cái điểm mà ở đây là gần cái khu vực đỉnh ở trên này. Có thể lúc đấy nó gần cháy margin, đến lúc đấy nó gần cháy tài khoản thì mọi người trở nên mọi người hoảng loạn và cuống. Thì mọi người lại mở một cái lệnh buy trên này, mọi người không để ý đây là khu vực mà đỉnh của nó ở đây. Đúng không ạ? Chạm đây tụt xuống, chạm đây tụt, ít nhất là 3 lần đấy nó đã chạm đây nó tụt xuống rồi. Mà vẫn mở một cái lệnh buy trên này thì mình thấy thực sự là rất là mạo hiểm. Xong tiếp đấy thì sao ạ? Vào đến ngày mùng 3 tháng 9 chúng ta mở cái lệnh buy đây. Nhưng mà sau khi mở xong thì giá nó bắt đầu đi xuống và nó không được như chúng ta kỳ vọng. Không được như chúng ta kỳ vọng. Thì để gỡ lại cái lệnh buy đó thì chúng ta lại đi vào một cái lệnh khác, là một cái lệnh sell dầu ở đây. Thì lát nữa mình sẽ bật cho mọi người riêng về cái lệnh dầu. Ở đây mình sẽ nói về cái thằng buy ở đây trước. Xong sau đấy thì đến ngày 28 tháng 9, tức là đến tầm 28 là đến cái tầm này này, giá nó quay trở về khu vực 172, 173 thì ở đây. Chỗ đấy lại thành ở đây có một cái lệnh đăng bài ở đỉnh ở đây, đúng không ạ? Và đến lúc này thì lại mở thêm một cái lệnh sell ở 1732, 1730 ở đây. Đến hết ngày 29, đúng không ạ? Mở thêm 3 cái lệnh sell ở đây, 73, 172. Thì lại một lần nữa mình cũng không hiểu sao là lại có một cái lệnh sell ở ngay cái khu vực đáy ở đây. Và ở trước đó mới cách đấy một tháng rồi sell đúng cái khu vực đấy đó, giá nó lại bật lên. Và lần này lại mua thêm sell thêm một cái ở đây nữa. Thì đến đây chúng ta đã có là bao nhiêu? 2 lot sell, 3 này, 5 này.
5 lot sell đấy, cộng 1 lot sell ở trên này nữa là 6. Trong lúc này chúng ta mới chỉ có 2 lot buy. Nhưng mà xong sau đấy thì lại rất là đen đủi. Sau khi sell xong ở dưới khu vực đáy dưới này thì giá nó lại bật lên rất rất là mạnh ở khu vực này. Thế nên là bạn ý lại nhảy vào sell ở đây khu vực 1751 vào ngày 11 tháng 10. Mình sẽ bật vào khung H4 để cho mọi người xem kỹ hơn. Đây, 11 tháng 10 và tầm này là 175. Thì nếu mà cái lệnh mà sell vào ngày 11 tháng 10 này là một cái lệnh đứng riêng lẻ và một cái lệnh đứng độc lập thì mình cũng nhận thấy là cái lệnh này là một cái lệnh nó tương đối là bình thường, nó không đến nỗi nó xấu lắm. Và cũng khá là đen là sau khi sell xong một cái ở đây thì nó lại đi lên tiếp. Tại vì sao mình nói như vậy? Bởi vì mình nhớ là ngày 11 tháng 10 mình có một cái lệnh sell một tầm 177, 178 ở đây và mình cũng bị stop loss trong cái lệnh sell của mình. Và đến cái thời điểm 11 tháng 10 này, đến lúc mà kiểu cảm thấy là chúng ta lại muốn làm một cái gì để chúng ta gỡ lại thì bắt đầu cái số lượng lot sell bắt đầu tăng lên rất là nhanh. Lúc đầu chỉ một lot, hai lot thì đánh rất là bình thường. Nhưng mà đến đây cộng với cái việc mà dầu liên tục đi lên thì dầu thằng này lúc này âm tương đối là nhiều rồi. Chứ lúc đấy lại mở thêm một cái lệnh sell ở tầm 1751 ở đây. 1751 ở đây, đúng không ạ? Xong sau đấy thì như thế nào? Đến ngày 13 tháng 10 giá nó đi lên. Thì xong sau đấy đến ngày 13 tháng 10 thì chúng ta lại có một cái lệnh buy ở chúng ta đâu đó tầm 1793, tức là cái tầm này. Một lần nữa mình nhắc lại, mình thực sự mình không hiểu tại sao mọi người lại kiểu hoảng loạn, mọi người mua ở ngay ở trên đỉnh đấy, trong khi mọi người chỉ cần vào D1 thì mọi người nhìn thấy cái điểm khu vực 179 này là cái khu vực đỉnh cũ của nó và giá bị phản ứng ở đấy rất là nhiều. Và chúng ta có một cái lệnh cho bài đây lại thành bài ngay đỉnh 1793. Và tiếp đến là đến 1795 lại bài tiếp 96, 96, 94 bài tiếp ở trên này cho đến khi số 1787. Và một lần nữa lại cũng rất là đen. Đó là gì? Là mua xong thì sao ạ? Giá nó bắt đầu quay đầu giảm điểm về khu vực 1771 ở đây. Thế nên cuối cùng mình thấy thực sự là gì? Trong cái quá trình giao dịch của các bạn ấy là nếu chúng ta chưa nắm rõ được kiến thức cơ bản, thứ nhất là về hỗ trợ kháng cự, thứ hai là về trendline, thứ ba về những đường MA và về RSI thì chúng ta đừng nên mua theo cái cách cảm tính, tức là chúng ta thấy giá nó lên rất rất là mạnh thì chúng ta nhảy vào, chúng ta đu, chúng ta mua theo nó và chúng ta quên check lại ở bên quá khứ trước đấy nó có cái đỉnh, cái đáy hay nó có những cái vùng mà giá nó phản ứng ở đó hay không. Thì chính vì những cái việc mà mua kiểu như thế này này thì bây giờ dẫn đến một tình cảnh rất là dở khóc dở cười. Những cái lệnh mua thì là những cái lệnh mua ở trên đỉnh và những cái lệnh sell thì lại thành sell ở dưới đáy. Và đúng thật là không ai muốn cái việc nó như thế nó xảy ra cả. Nhưng mà trong toàn bộ quá trình giao dịch thì mình tin chắc là mọi người cũng đã giống với bạn ấy. Là nhiều khi chúng ta gồng cái lệnh của chúng ta đến một lúc mà chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Chúng ta quyết định là thay vì chúng ta cắt cái lệnh đó đi thì chúng ta quyết định là bởi chúng ta nhảy vào sell nó tăng lên rất là mạnh thì thôi, thì vì nó tăng mạnh thì thể nào cũng tăng nữa, đúng không ạ? Và sau khi chúng ta mua khi giá tăng thì giá bắt đầu quay đầu giảm điểm, đúng không ạ? Và sau khi chúng ta mua xong nó giảm điểm thì chúng ta lại nghĩ là bây giờ chúng ta mua ở trên đỉnh rồi, chúng ta phải sell để chúng ta cân lại thì ngay lập tức giá lại đi lên, đúng không ạ? Mình tin chắc là không ai xem cái video này chúng ta có thể khẳng định là chúng ta chưa rơi vào tình trạng như thế. Vậy thì tổng cộng ở đây phải tầm đến mình nghĩ là cũng tương đối là nhiều lot, tương đối là nhiều lot. Và mình sẽ bật nốt cái thằng dầu để cho mọi người cùng xem. Dầu thì mình thấy nó còn khoai hơn rất là nhiều khi mà nó đang sell ở khu vực ở đây. Mình sẽ xem lại dầu ở đây sell là vào ngày mùng 10 tháng 9, tức là sell khu vực này, sell đúng ngay khu vực này là xong, giá nó bật đi lên trở lại luôn. Và đấy nhé, stop loss ở khu vực đỉnh này nhé, không stop loss. Và dầu đến thời điểm hiện tại để đến giá bao nhiêu nó quay đầu thì cũng chưa có ai có thể biết được về cái giá dầu này, nên cái điều dầu mình nghĩ cũng rất là khoai. Nhưng chúng ta thử đi tìm xem cái phương án chúng ta giải quyết xem cái lệnh buy vàng thì chúng ta sẽ làm như nào. Và đây mình đã bật cái màn hình MT4 ra, nó full ở trên màn hình cho chúng ta dễ xem và chúng ta dễ nhận diện được hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Một loạt những cái lệnh sell ở đây và chúng ta có cái lệnh buy ở khu vực gần nhất là rơi vào khoảng 1775. Vậy thì theo những cái gì mình nghĩ thì chúng ta sẽ có gì ở đây? Ở đây tạm thời thì chúng ta thấy có một cái nhịp hồi phục của vàng, đúng không ạ? Và mình đối với cái phương án này của mình thì mình sẽ chờ đợi giá đi lên khu vực ở trên này, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1777 và 1780.
khu vực ở trên này 1777 và 1780 thì mình sẽ cắt bớt dần những cái lệnh buy ở đây đi, và mình sẽ mở lại dần những cái lệnh sell ở trên này. Còn một cái lệnh sell mà hai lot ở đích tận ở trên này thì mình chấp nhận là nếu trong trường hợp xấu nhất thì mình sẽ bỏ luôn cái lệnh này và mình sẽ sell, đợi giá nó hồi phục lên trên đây và sẽ sell dần xuống dưới khu vực ở dưới này. Và để xem lại một chút về cái tình trạng của cái margin của tài khoản này thì mình nghĩ nó sẽ tương đối là khó bởi vì cái margin nó còn ít quá. Cái margin ở đây nó do cân lệnh thì nó còn 20.000, nhưng mà thực tế mình nghĩ là nó còn không nhiều. Và cái phần âm ở đây nó âm đến khoảng 200 mấy chục nghìn rồi, nó đang âm 216.000 trên tổng số là 215.000, là cái phần bonus nó đang còn gánh được. Nên là dù cắt một cái lệnh nào nó sẽ rất là khó, trừ cái trường hợp là chúng ta sẽ nạp thêm vào thì chúng ta mới có đủ cái phần dư của margin để chúng ta có khả năng chúng ta sẽ cứu thêm được. Vậy thì mình nghĩ là mình sẽ, đây là H4 đúng không ạ, và chúng ta sẽ đợi một nhịp nó khôi phục lên tầm 1777 1780 thì mình sẽ cắt dần những cái lệnh buy ở trên này đi, cắt dần những cái lệnh buy ở trên này. Cứ mỗi lúc lên thì mình sẽ thay một cái lệnh buy bằng một cái lệnh sell, mình sẽ nhích dần, mình sẽ cắt dần. Và trong cái tuần này nếu mà tốt thì hy vọng sẽ một cái tin gì 3 sao thúc đẩy một cái sự tăng giá của vàng để nó hồi phục lên, nó test lại cái vùng 1800 trước khi nó quay đầu rớt điểm, thì đây sẽ là cơ hội rất là tốt để cho tài khoản này về bờ. Còn nếu mà giá nó cứ lình xình loanh quanh cái khu vực này mà mãi nó sẽ không phá ra được khỏi đây thì mình sẽ lại phải cân nhắc tiếp. Cái trường hợp mà giá nó đi xuống đây thì nó sẽ tạo thành một cái, nó test qua cái vùng 1770 nó không qua được ạ, mà nó đi xuống thì mình sẽ lại phải cân nhắc để mình cắt những cái lệnh sell mở buy thay thế dần vào đây. Nhưng mà để mà mở cái lệnh buy tốt thì mình sẽ đợi một cái entry rất là đẹp là khu vực 172 và khu vực 169 thì mình sẽ mở ngược lại những cái lệnh buy. Còn ở trong những khu vực 175 thì chắc chắn mình sẽ không mở sell, mình không mở buy khu vực này rồi. Và mình nghĩ đây sẽ là một cái phương án có thể là tối ưu nhất ở trong thời điểm hiện tại. Còn các bạn xem video này, các bạn có phương án nào tối ưu hơn đối với vàng? Và đặc biệt là với dầu, các bạn có những cái điểm nào bắt được những cái điểm đảo chiều của dầu để chốt được cái lệnh buy và mở lại lệnh sell trên đó, thì có thể liên hệ với mình để rất là hy vọng giúp được cho bạn chủ tài khoản này. Vì 5 tỷ là một số tiền tương đối là lớn và hy vọng là chúng ta sẽ làm như thế nào đấy để giảm thiểu bớt cái phần thua lỗ đi được càng nhiều càng tốt. Có thể là sẽ không gỡ lại được 100% nhưng mà sẽ giảm thiểu được toàn bộ phần đó là được ạ. Và đó là cái nhận định của mình tạm thời về cái tài khoản này, bởi vì hôm nay mới là buổi sáng thứ hai và thị trường nó chưa có gì chuyển động và chưa có gì biến động nhiều. Vậy nên là nếu có gì mà cập nhật thêm về tài khoản này, ví dụ là có cắt được lệnh nào hoặc là như thế nào, thì mình sẽ cập nhật thêm cho mọi người trong video tiếp theo. Và rất hy vọng là tài khoản này sẽ gỡ được. Và cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.